Kim Hoàng xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự nước Úc của đài truyền hình Việt Pay TV. Và kính thưa quý vị, cùng hiện diện trong phòng thu hình ngày hôm nay đó là nhà báo Lưu Dân. Kính chào nhà báo Lưu Dân. Vâng, xin thân chào Kim Hoàng và xin kính chào quý vị. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, trọng tâm của chương trình Thời sự hôm nay đó là những cái quyết định của Thủ tướng Scott Morrison trong việc chi tiêu 270 tỷ đô la cho ngân sách quốc phòng. Câu hỏi được đặt ra là trong bối cảnh nước Úc đã gặp rất nhiều khó khăn vì đại dịch COVID-19, chính phủ đã chi tiêu hầu như là một cái ngân quỹ chưa bao giờ sử dụng đến cho các khoản trợ cấp về thuế về cho người thất nghiệp hoặc là cho những người đi làm gọi là trợ cấp lương bổng JobKeeper. Thì chúng ta tưởng rằng chính phủ đã không còn đủ ngân quỹ để tài trợ hoặc là để chi tiêu cho những hạng mục khác. Nhưng mà vào ngày 1 tây tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Morrison đã tuyên bố là chính phủ sẽ dành ra một cái ngân khoản 270 tỷ đô la chi tiêu cho quốc phòng trong thời gian 10 năm sắp tới. Và như vậy thì lý do vì sao mà cái vấn đề chi tiêu cho quốc phòng nó lại trở nên cấp bách như vậy trong bối cảnh hiện nay? Hy vọng là nhà báo Lưu Dân sẽ có một cái lời giải đáp gì đó. Vâng, thưa quý vị, một cái con số 270 tỷ đô la là một cái con số khá lớn trong cái tình hình ngân sách của nước Úc bây giờ. Chúng ta đã biết là trong cái thời gian dịch COVID-19 vừa qua đó, thì chính phủ cũng đã có những cái biện pháp trợ cấp cho nhiều cái hạng mục khác nhau, trong đó đặc biệt là về cái vấn đề việc làm. Tuy nhiên, nghi ngân sách của nước quốc phòng của nước Úc được công bố gia tăng trong 10 năm tới nó thật sự là khá lớn. Cái lý do của cái quyết định này nó nằm ở nhiều cái phương diện khác nhau, như là bà nữ bộ trưởng quốc phòng Úc là bà Linda Reynolds cũng đã nói rằng là giữa một cái bối cảnh là những cái sự căng thẳng gia tăng ở trong khu vực khiến Úc phải xét lại cái chính sách chiến lược quốc phòng của mình kể từ năm 2001, tức là khi mà Úc công bố cái quyển bạch thư quốc phòng. Bà Reynolds cho rằng là trong cái lúc mà một số các nước trong khu vực, hay là đúng hơn là một nước trong khu vực đã có những cái hành động mà bà gọi là ở trong cái vùng xám, tức là giữa hòa bình và chiến tranh thì nó không có một cái ranh giới phân biệt hẳn hòi là bên trắng bên đen, nhưng mà nó có một cái khu vực ở chính giữa, tức là cái vùng xám. Nó không phải là hòa bình, nhưng mà nói là chiến tranh thì cũng không hẳn, bởi vì nó chưa chạm đến cái ngưỡng mà người ta định nghĩa là sẽ xảy ra xung đột vũ trang, hoặc là ở một cái mức độ mà người ta nói là mọi bên đều yên vui mà hưởng thái bình. Nhưng mà nó là nằm ở chính giữa, khi mà một nước ở trong cái khu vực có những cái toan tính hoặc là những cái hành vi quân sự hóa ở nhiều cái vùng, đặc biệt là ở trong cái vùng mà Biển Đông, khi mà các cái thực thể do cái nước đó chiếm đóng được bồi đắp thêm, hoặc là được xây dựng những cái cơ cấu quốc phòng, kể cả cái hỏa tiễn tầm xa nữa, thì khi mà một cái nước ở trong cái vùng dùng cái đầu tư của mình giống như là những cái bẫy nợ, hoặc khi một cái nước ở trong cái khu vực đã có biến những cái ảnh hưởng kinh tế của mình trở thành những cái sự gọi là can thiệp chính trị, thì rõ ràng cái nền an ninh của các quốc gia trong vùng đó sẽ bị đe dọa ít nhiều. Cái sự chuyển hướng hay là cái sự thay đổi về mục đích chi tiêu quốc phòng của Úc như là lời của Thủ tướng Scott Morrison vừa tuyên bố, nó chỉ hướng cho chúng ta thấy rằng là Úc đang chuyển những cái chi tiêu quốc phòng từ những cái mặt trận hay là những cái vùng như là Trung Đông sang đến cái khu vực Đông Nam Á của chúng ta, trong đó Úc là một trong những cái
quốc gia mà có thể sẽ chịu ảnh hưởng bởi những cái sự đe dọa này. Vâng. Chúng ta cũng biết là Úc đã chi tiêu khoảng 15 tỷ ở cái vùng Trung Đông trong những năm vừa qua, trong khi ở cái vùng Đông Nam Á, tức là cái khu vực của Úc, thì nó chi một cái số khá nhỏ, nó chỉ khoảng cỡ 5 tỷ đô la mà thôi. Và như vậy thì cái nhìn tổng thể, chúng ta thấy rằng là Úc đã có những cái chi tiêu mà về mặt quốc phòng thôi, nó đã không đặt đúng cái trọng tâm của nó. Và như vậy, trong cái bối cảnh hiện nay, khi mà thế giới đang phải đối diện với cái dịch COVID-19, khi mà cái tình hình ở trong cái khu vực nó trở nên ngày càng bấp bênh và bất ổn, thì cái sự điều chỉnh lại hay là cái sự tái chú trọng vào cái khu vực của mình đang sống, nó trở thành một cái vấn đề nó có tính cách quan trọng và cấp bách hơn. Vâng, kính thưa quý vị, trong tổng số 270 tỷ đô la cho thời gian 10 năm, thì Thủ tướng Morrison đã đơn cử ra những cái chi tiêu mà ông sẽ làm. Và chúng ta thấy là cái ngân quỹ cho quốc phòng mỗi một năm đã được gia tăng lên từ mức 1.59 của tổng sản lượng nội địa GDP vào năm 2013 và đã tăng lên đến 1.9 vào năm 2018 và hiện nay đã tăng lên mức là 2%. Thì cái sự gia tăng cái ngân quỹ trị giá 2% tổng sản lượng nội địa GDP tương đương 40 tỷ đô la là bởi vì GDP của nước Úc là khoảng 2.000 tỷ đô la, có lẽ là sẽ làm cho Tổng thống Mỹ Donald Trump hài lòng, bởi vì ông luôn kêu gọi các quốc gia đồng minh của Mỹ là phải gia tăng chi tiêu quốc phòng. Và trong những cái thời điểm căng thẳng này thì Thủ tướng Úc cũng đã đáp ứng được điều đó. Bên cạnh đó thì những cái lời phát biểu của Thủ tướng Scott Morrison mặc dầu không nêu đích danh Trung Quốc là nguyên nhân mà nước Úc đã phải gia tăng chi tiêu quốc phòng, như ông đã liệt kê hàng loạt những cái hoạt động bất ổn tại khu vực Biển Đông, tại khu vực Biển Hoa Đông cũng như là khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ, mà trong những cái chương trình thời sự thế giới trước đây nhà báo Lưu Dân đã liên tục đề cập đến, thì rõ ràng chúng ta thấy là mục tiêu của nước Úc là để là phòng chống hoặc là phòng ngừa những cái sự hung hăng có gia tăng của Trung Quốc trong thời gian sắp tới. Và trong cái bối cảnh mà nước Úc và Trung Quốc rất là căng thẳng này, mặc dù chính phủ Úc không hề nêu đích danh Trung Quốc, như ông đã không nêu đích danh Trung Quốc trong cái cuộc tấn công mạng vừa rồi, nhưng mà Trung Quốc cũng đã lên tiếng, thì lần này các chuyên gia e ngại rằng cái sự căng thẳng giữa Canberra và Bắc Kinh nó lại tiếp tục gia tăng sau cái quyết định vừa rồi của Thủ tướng Morrison. Vâng, chưa bao giờ người ta thấy là cái mối bang giao giữa Úc và Trung Quốc nó tồi tệ cho đến như cái mức hiện nay. Cô Kim Hoàng vừa nêu ra một vài cái yếu tố hay là một vài cái lý do về cái sự căng thẳng này. Trong đó có cái chuyện mà tấn công mạng chẳng hạn, hoặc là gây sức ép về mặt giao thương, tức là không mua thịt bò Úc, không mua rượu vang Úc, vân vân đó. Và kể cả những cái vấn đề như là dùng cái ảnh hưởng kinh tế của mình để có thể can thiệp vào cái chính trị Úc, khiến cho Úc phải đưa ra những cái đạo luật chống về cái sự can thiệp của ảnh hưởng nước ngoài vân vân về cái chủ quyền chính trị của mình. Chúng ta thấy rằng là tuy bà Bộ trưởng Quốc phòng cũng như là Thủ tướng Úc đều không chỉ đích danh là vì cái nước nào đã có những cái ý đồ như vậy, nhưng mà không nói thì ai cũng hiểu, và không nói thì tự nhiên cái người mà bị là gợi ý là như là một cái nguồn đe dọa của nước Úc thì cũng đã nhột và đã lên tiếng. Tuy nhiên các cái chuyên viên bình luận, các quan sát viên cũng như là những cái nhà phân tích Úc đều nói rằng là ông Thủ tướng Úc không phải nói về chuyện Canada, ông nói về chuyện một cái nước khác, và cái nước khác duy nhất ở trong vùng mà có vừa có khả năng vừa có tham vọng để trở thành bá chủ của khu vực đó, thì không ai khác hơn là Bắc Kinh, tức là Trung Quốc. Ông Peter Jennings chẳng hạn, thuộc cái Viện Nghiên cứu Chính sách của nước Úc đó, cũng nói rằng là Trung Quốc rõ ràng là một cái nước mà vừa có khả năng và vừa có tham vọng để khống chế toàn bộ cái khu vực này. Họ làm cái việc đó vì nhiều cái lý do khác nhau, trong đó có cái việc là có thể là chuyển hướng dư luận của ở trong nước, ở Trung Quốc đó, khỏi cái vấn đề đại dịch COVID-19, hoặc là để ngầm thúc đẩy thêm cái chuyện, cái kế hoạch một vành đai một con đường mà vừa xác lập được cái tính bá chủ hay là cái tính cường quốc của Trung Quốc ở trong toàn cái khu vực này. Cho nên
Với những cái lý do như vậy và kể cả những cái xung đột giữa hai cái cường quốc lớn của Á Châu như là Ấn và Trung Quốc chẳng hạn trong cái thời kỳ trong vài tuần lễ vừa qua, thì thấy là cái sự chuyển hướng về chi tiêu quốc phòng của Úc từ một cái số tiền khá lớn ở Trung Đông sang vấn đề là tự nâng cấp cái hệ thống phòng thủ của mình đó, nó là một cái việc làm mà chính đáng, mặc dù rằng là Úc đang cũng có khó khăn về mặt tài chính vì đã chi tiêu quá nhiều trong những cái vừa qua, thí dụ như cái nạn đại dịch Covid-19 chẳng hạn. Do đó người ta thấy rằng là Úc đã phải chi thêm một cái số tiền khá lớn để trang bị những cái vũ khí mới, trong đó có một cái gọi là cái hỏa tiễn chống chiến hạm tầm xa chẳng hạn, có thể hoạt động đến khoảng 370 mấy cây số, thay vì cái lực lượng hải pháo của Úc bây giờ đó, với những cái hỏa tiễn tầm xa chỉ có 127 cây số mà thôi. Có hoặc nghĩa là gia tăng gấp 3 lần cái gần quy gấp mô 3 lần hoạt động. Cái tầm hoạt động của Úc để mà có thể mình phòng thủ từ xa, hoặc là những cái hệ thống theo dõi hoặc là những cái hệ thống giám định ở dưới mặt biển chẳng hạn. Chúng ta cũng còn nhớ lại là cách đây vài năm Úc đã cùng với Pháp hợp tác trong cái việc mà 50 chiếc tàu ngầm. 50 chiếc tàu ngầm trị giá bao nhiêu tỷ đó tôi cũng quên con số rồi. Dạ vâng. Nhưng mà rõ ràng đây là một cái bước mới. Chúng ta cũng phải nhớ đến một cái khoảng thời gian mà chi tiêu 270 triệu đó, nó không phải là chỉ chi tiêu một năm thưa quý vị. Bởi vì chi tiêu trong một năm thì nó là lớn lắm, nhưng mà nó kéo dài đến 10 năm. Trong thì tất cả những cái điều này, và kể cả cái sự mà gia tăng cái quân số trong cái lực lượng quân đội Úc nữa, và kể cả các cái nhân viên dân sự phục vụ trong cái lĩnh vực quốc phòng, đó là những cái chi tiêu có tính cách căn bản và cần thiết cho nước Úc trong một cái tình trạng khu vực nó bất ổn, và nó có thể là nó xảy ra nhiều cái ban giao nó không có được nồng ấm lắm ở trong cái vùng xám hiện tại. Vâng, kính thưa quý vị, và trong cái ngân quỹ 270 tỷ đô la này thì của chính phủ cũng sẽ dùng để mà cải thiện lại, nâng cấp cái căn cứ không quân Tyndall ở lãnh thổ Bắc Úc, là một cái địa điểm mà mọi người cho rằng nó vô cùng quan trọng bởi vì có thể nhìn trực tiếp ra Biển Đông. Và mặc dù đây là những cái tính toán của chính phủ trước đây, vài năm trước đây đã lên kế hoạch rồi, nhưng nó sẽ được thực hiện trong thời gian 10 năm sắp tới. Bên cạnh đó, 1 tỷ đô la cũng sẽ chi tiêu cho vấn đề an ninh mạng, là bởi vì trong những năm vừa qua nước Úc đã liên tục bị tấn công mạng và sẽ tuyển thêm khoảng 50 chuyên gia trong cái lĩnh vực an ninh mạng này để có thể cùng thực hiện những cái chương trình bảo vệ cái sự an ninh cho nước Úc, là bởi vì hiện nay chúng ta chiến tranh không chỉ xảy ra bằng súng đạn, mà chiến tranh có thể xảy ra bằng những cái công cụ nó rất là đơn giản, ngay trước mặt chúng tôi một con chuột thôi thì nó cũng đã xảy ra cuộc chiến rồi. Và hơn bao giờ hết cái vấn đề an ninh mạng nó trở nên quan trọng và cấp bách, và những cái căn cứ không quân hoặc là những cái loại vũ khí mà được gia tăng thêm thì nó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho để nước Úc có thể củng cố lại sức mạnh của mình. Mặc dù nó không có thể nói là chuyên gia nói rằng là với những cái chi tiết trong cái kế hoạch mà Thủ tướng Scott Morrison đưa ra vẫn không đủ mạnh để có thể trực tiếp đối phó lại với lực lượng của Trung Quốc bây giờ nếu có chiến tranh xảy ra. Vâng, nếu mà có một cái cuộc chiến gọi là cái cuộc chiến quy ước nó xảy ra, tức là hai bên đều tuyên bố là chiến tranh, thì rõ ràng là những cái vũ khí nó có tính cách truyền thống như là lực lượng quân nhân sự ở trong Bộ Quốc phòng, như là những cái loại vũ khí mới vân vân, thì ở cái thập niên thứ nhì của cái thế kỷ này đó, mà một yếu tố quyết định là cái mạng internet. Và qua một vài cái sự kiện mà chúng ta đã từng thấy xảy ra ở nước Úc, ví dụ như là vừa rồi những cái sự xâm nhập của một nước lạ vào cái hệ thống internet của Úc đó. Cũng như là trước đây nó cũng đã từng xảy ra khi mà Úc có một cái tổ chức một cái cuộc bầu cử liên bang hoặc là kiểm tra dân số vân vân, thì người ta thấy rằng cái sự mong manh của cái hệ thống mạng ở Úc nó như thế nào, và trong cái trường hợp xung đột bùng nổ thì Úc có thể dễ dàng bị đánh sập
từ xa, chứ không phải là bằng những cái hỏa tiễn hoặc là những cái lực lượng quân đội đổ bộ lên lên đất nước Úc mà thôi. Và do đó cũng chính là những cái điểm yếu mà Úc đang cần phải nghĩa là tăng cường thêm để mà có thể bảo vệ chính mình. Hơn nữa thì Úc cũng cần phải có một cái sự liên minh với các cái nước trong vùng. Mà cái điểm, một trong những cái điểm mà nhiều người cũng chỉ trích trong cái chính sách quốc phòng của Úc là Úc đã lơ là các cái quốc gia đồng minh láng giềng của mình ở vùng Nam Thái Bình Dương chẳng hạn. Những cái đảo quốc Thái Bình Dương là từ lâu nay vốn là những cái người láng giềng tin cậy, những cái nước mà nhận được nhiều cái viện trợ nhất từ nước Úc, nhưng mà bây giờ đang bị cạnh tranh cái ảnh hưởng với Trung Quốc chẳng hạn. Cái kế hoạch một vành đai một con đường của Trung Quốc đã lấn sâu xuống, hay là đúng ra là Bắc Kinh đã thò một cái bàn tay xuống tận ở vùng Nam Thái Bình Dương để mà có thể một là thu nghĩa là dùng cái nguồn tiền viện trợ của họ để mà nghĩa là lôi kéo họ trở về ủng hộ cho Bắc Kinh thay vì ủng hộ Đài Loan giống như là trước đây, và cũng đồng thời là để giảm bớt cái ảnh hưởng của Úc đối với cái nước này. Chúng ta biết là cái vùng biển Thái Bình Dương từ Hoa Đông xuống Hoa Nam và xuống miền Nam Thái Bình Dương đó là những cái vùng rất là quan trọng, nó có cái ý nghĩa chiến lược đối với cái kế hoạch biển của Trung Quốc chẳng hạn. Nhưng mà nói gì thì nói thì rõ ràng người ta thấy cái lý của ông Scott Morrison khi mà dù là trong cái tình hình tài chính nó khá khó khăn, nó khá chật vật như bây giờ, nhưng mà đó cũng là một cái nhu cầu thiết yếu để bảo vệ cho cái sự an ninh của nước Úc. Nói một cách khác thì nước Úc của chúng ta đang ở trong cái tình trạng mà Thủ tướng Scott Morrison gọi là khó khăn nhất kể từ Thế chiến thứ hai cho đến nay. Không những là chúng ta gặp vấn đề về sức khỏe kinh tế, sức khỏe của cư dân Úc Châu, mà chúng ta gặp những cái vấn nguy hiểm về mặt an ninh quốc phòng. Và do đó cùng một lúc nước Úc phải làm sao để có thể đối phó với mọi mặt trận một cách hoàn hảo nhất có thể. Và cũng một năm trong cái chiến lược này thì chúng ta thấy là vào tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Úc Scott Morrison và Thủ tướng Modi của Ấn Độ đã có những cái thảo luận mà mọi người cho rằng đó là những cái thảo luận vô cùng quan trọng, và cũng là một cái chiến lược mà nước Úc đã đi một bước trước để mà có thể tạo thêm một cái quan hệ với một cái nước đồng minh khác có lực lượng 1910 với lại một cái quốc gia đông dân nhất trên thế giới. Và đây cũng được coi là sự thành công của Thủ tướng Morrison trong thời gian qua. Vâng, có thể nói rằng là trong cái thời gian gần đây, đặc biệt là trong 6 tháng trở lại đây đó, Úc đã có những cái nỗ lực về mặt ngoại giao để mà có thể tìm kiếm đồng minh hoặc là tìm kiếm một cái sự hợp tác chiến lược giữa các nước trong vùng để bảo vệ cho cái nền an ninh của nước Úc mà thôi. Và tôi cũng xin trích dẫn lại cái lời phát biểu của ông Peter Jennings ở cái Viện Nghiên cứu Chính sách Chiến lược của Úc đó, thì ông cho rằng là những cái sự gia tăng về mặt ngân sách cũng như là tăng cường về những cái khả năng chiến đấu của nước Úc, nó không phải là nhằm cho những cái thập niên 2030 hoặc là 2040, mà ngay bây giờ nè, 12 tháng trước mắt nè. Nghĩa là không có xa, nó rất là gần. rất là gần, bởi vì cái sự đe dọa nó càng ngày càng gần với chúng ta hơn. Và do đó, những cái việc chèn ép, là gây ảnh hưởng, rồi phát triển một cái lực lượng quân sự lớn, hoặc là có những cái tác phong bá quyền như vậy đó, thì không có nước nào ở trong vùng có thể mà ngồi yên hoặc là chờ để cho đến khi mà nước đến chân mới nhảy được. Và như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là qua những cái sự kiện nó có tính cách bên ngoài nước Úc, nhưng mà nó rõ ràng nó ảnh hưởng đến nước Úc. Thí dụ như là cái tuyên bố chung của cái hội nghị thượng đỉnh 36 của cái khối ASEAN chẳng hạn, chỉ đích danh Trung Quốc về cái những cái việc cái hành động như vậy khiến cho cái chủ quyền của họ bị đe dọa chẳng hạn. Vâng. Thì từ cái khối ASEAN xuống nước Úc nó chỉ cách một cái eo biển nhỏ thôi không? Thế nên do đó nó không thể nào mà Úc không có thể nào mà ngồi bình chân như vậy để hưởng thái bình như là lâu nay nữa.
Vâng, và chúng ta cũng thấy là trong những cái căng thẳng giữa Bắc Kinh và Canberra, nó đã làm cho thuế quan đối với sản phẩm lúa mạch của Úc gia tăng lên đến 80.5%, làm cho 4 cơ sở sản xuất thịt bò của Úc bị tước giấy phép không được xuất cảng qua Trung Quốc. Ngoài ra, du sinh Trung Quốc cũng đang bị đe dọa là không nên trở lại nước Úc để du học. Thì chúng ta không biết rồi những lĩnh vực nào của Úc sẽ bị trừng trị bởi vì cái quyết định vừa rồi của Thủ tướng Scott Morrison, nhưng chắc chắn là Bắc Kinh sẽ không ngồi yên và sẽ có những cái trả đũa mà theo cái kiểu là ăn miếng trả miếng để mà đe dọa và cảnh báo nước Úc. Và người dân Úc sẽ là những người trực tiếp chịu ảnh hưởng tiêu cực từ những cái quyết định này. Vâng, bà Bộ trưởng Quốc phòng Úc Linda Reynolds cũng nói một cách rất là rõ ràng: Úc không chống đối bất cứ một cái nước nào muốn phát triển, muốn trỗi dậy hòa bình, muốn trở thành một cái cường quốc hoặc là một cái đối tác tốt của nước Úc cả. Nhưng mà một khi những cái tiêu chuẩn về cái ban giao quốc tế nó bị xâm phạm hoặc là bị đe dọa như là nước Úc đã từng đối đãi với họ trước đây, thì những cái biện pháp giống như là dùng cái sức mạnh kinh tế để gây nên những cái sự can thiệp về mặt chính trị, như dùng những cái đầu tư để mà tạo ra bẫy nợ, hoặc là quân sự hóa một số các cái địa điểm của họ trong vùng, rõ ràng nó đã vượt qua cái ngưỡng cửa của một cái quốc gia muốn trỗi dậy trong hòa bình. Và như vậy đó thì Úc cũng như các nước khác đang phải có những cái biện pháp để tự vệ cho mình, bởi vì chúng ta cũng biết rằng là không có một cái biện pháp nào có thể giữ gìn hòa bình tốt hơn bằng cái biện pháp chuẩn bị chiến tranh, gia tăng quốc phòng, gia tăng cho ngân sách quốc phòng. Bên cạnh đó thì một quyết định khác của chính quyền Scott Morrison mà có lẽ cũng làm cho Bắc Kinh không hài lòng, đó là những quyết định gia tăng tị nạn đối với những người đến từ Hồng Kông sau ngày 1 tháng 7 khi mà luật an ninh được chính thức áp dụng tại Hồng Kông. Và đây cũng, nước Úc thì cũng thật sự là theo chân các quốc gia khác mà thôi. Trước đó thì Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng đã tuyên bố là sẽ nhận tất cả những người nào mang hộ chiếu ngoại giao Anh Quốc, mà theo tính toán là có khoảng 3 triệu người dân đang có loại hộ chiếu này. Và nước Úc cũng đã tiếp theo lời của Thủ tướng Boris Johnson, là Thủ tướng Scott Morrison cũng tuyên bố là những ai từ Hồng Kông muốn di dân hoặc là muốn định cư tị nạn sang Úc thì nước Úc sẵn sàng mở cửa để đón tiếp. Và cái lời tuyên bố này một lần nữa cũng sẽ không làm cho Bắc Kinh hài lòng. Vâng, Bắc Kinh coi như là đây là một cái sự can thiệp vào cái chuyện nội bộ của Bắc Kinh, mặc dù rằng là Bắc Kinh đã có những cái sự bội ước đối với cái quy chế đặc biệt của Hồng Kông trong cái hệ thống gọi là một quốc gia, hai hệ thống. Tuy nhiên đó là một cái chuyện về cái thời sự thế giới mà có thể nếu mà có dịp thì chúng ta sẽ trình bày thêm chi tiết. Tuy nhiên có một điều mà chúng ta cũng phải xác nhận là những cái lời tuyên bố của ông Scott Morrison hiện đang được nội các liên bang bàn thảo cho chưa trở thành một cái quyết định. Cơ hội rất cao sẽ một được cơ hội thông qua. Rất là cao. Và trước đây thì chúng ta thấy đây không phải là lần đầu tiên Úc thực hiện cái việc chấp nhận người tị nạn hàng loạt như mà trước đây cũng đã có những cái tiền lệ. Thí dụ như là đối với người Syria trong những cái năm 2015-2016 chẳng hạn, Úc nhận một loạt 12.000 người. Hoặc là như năm 1989 khi Thủ tướng Bob Hope phát biểu trực tiếp trên cái hệ thống truyền hình ngay sau khi mà cái biến cố Thiên An Môn xảy ra đó, thì ông sẵn sàng nhận tất cả những cái du học sinh hay là sinh viên từ Trung Quốc ở Úc được tị nạn tại chỗ. Thì đối với cái vấn đề Hồng Kông cũng vậy thôi, thì Úc không phải là một cái quốc gia riêng lẻ để có những cái biện pháp này, mà như cô Kim Hoàng vừa nói thì Úc cũng chỉ phản ứng hay là cũng có thái độ như là những cái quốc gia Tây phương đồng minh của mình, như là bên Anh Quốc hoặc là như bên Hoa Kỳ hoặc là một số các nước Âu Châu khác mà thôi. Bởi vì cái chế độ là với sự đồng thuận với nước Anh vào năm 1997 khi mà ông Đặng Tư Bình tiếp nhận cái quyền quản trị Hồng Kông từ tay Thái tử Sạc chẳng hạn, thì nó có 50 năm, gọi là 50 năm chuyển tiếp,
để mà Hồng Kông có thể được trao trả hoàn toàn về cho cái dưới cái sự là cai trị của Trung Quốc. Thì trong 50 năm đó Hồng Kông có một cái đặc quyền về về dân chủ, về kinh doanh, về đủ thứ chuyện hết. Trong đó dân Hồng Kông được đi bầu, được ứng cử, được vân vân. Nhưng mà dường như là cái ông Tập Cận Bình có vẻ là khá đôn nóng để mà thực hiện được cái chuyện mà sáp nhập Hồng Kông dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Bắc Kinh trong cái thời gian mà ông còn là lãnh đạo chẳng hạn. Thì cái thái độ vội vã này được thực hiện qua cái chuyện mà ban hành cái luật an ninh mạng vào ngày 30 tháng 6 vừa qua, khiến cho những cái nước có liên quan, trong đó có Úc, đã phải phản ứng như vậy. Vâng, thật sự là nước Úc sẽ bị ảnh hưởng khá là nhiều, là bởi vì rất nhiều những cái công ty tài chính của Úc hiện đang đặt trụ sở tại Hồng Kông, và cái những cái trụ sở này nó đã có từ rất lâu đời. Và nếu mà cái Hoàng nhớ không lầm thì Hồng Kông là nơi mà những cái thùng phiếu để mà bầu cho các cuộc bầu cử liên bang của Úc đã có rất nhiều cử tri tham gia đi bầu, chỉ đứng sau Anh Quốc mà thôi. Điều đó cho chúng ta thấy rất nhiều cư dân Úc đã và đang định cư cũng như đang làm việc tại Hồng Kông. Do đó với cái luật an ninh mạng được đưa ra và áp dụng vào ngày 1 tháng 7 thì sẽ ảnh hưởng rất lớn lao đến những người này. Và đây là những người đang có một cái nguồn tài chính hoặc là sự đầu tư rất lớn lao ở Hồng Kông và cũng có những cái lợi nhuận quan trọng cho nước Úc, là bởi vì tất cả những cái nguồn thuế đó cũng đem về một cái khoản kha khá cho nước Úc. Và với những thay đổi này thì nước Úc của chúng ta về vấn đề kinh tế cũng là một cách đáng lo ngại khi mà mất mát đi rất là nhiều. Đó là ngoài cái chuyện mà dân Úc đang sinh sống và làm việc ở Hồng Kông có một cái số lượng khá cao, giống như là cô Kim Hoàng vừa nói, Hồng Kông là một cái địa điểm bỏ phiếu lớn thứ nhì ở bên ngoài nước Úc sau London của Anh đó. Thì chúng ta cũng thấy là một trong những cái quan tâm của nước Úc đó, là có một cái điều nhỏ nhỏ thôi ở trong cái luật an ninh này đó, thì đó là điều 38. Nó nói là bất cứ công dân ngoại quốc nào mà vi phạm cái luật an ninh đều có thể bị bắt, bị bỏ tù và bị truy tố theo cái luật của Trung Quốc. Dĩ nhiên khi mà nói như vậy là họ bất kể cái chuyện mà các cái nhà lập pháp ở Hồng Kông có quyền xét xử những cái người đó theo cái quy chế đặc biệt. Nhưng mà bây giờ thì tất cả đều dồn về Bắc Kinh hết. Và dù họ bị bắt hoặc là bị truy tố vì những cái thái độ hoặc là những cái cảm tình đối với những cái phong trào dân chủ ở Hồng Kông chẳng hạn đó, thì Bắc Kinh cũng có thể sử dụng những cái ông tòa mà do chính họ bổ nhiệm ở Hồng Kông để xét xử. Thì điều đó nó hoàn toàn nó đi ngược lại với một cái quy tắc là một quốc gia hai chế độ. Và cũng chính vì điều luật thứ 38 trong cái luật an ninh này mà chính phủ Úc đang kêu gọi tất cả những ai là công dân Úc đang sinh sống và làm việc ở Hồng Kông nên nhanh chóng trở về lại Úc để có thể có được bảo đảm được cái sự an toàn cho cá nhân của họ trước hết. Chúng ta chưa nói về quyết định là định cư hoặc là tị nạn những người Hồng Kông, riêng những người công dân Úc trong giai đoạn hiện nay thì có lẽ là cũng gặp khá là nhiều nguy hiểm, là với những cái căng thẳng giữa Bắc Kinh và Canberra thì chính quyền Bắc Kinh có 1.000 lý do khác nhau để có thể bắt giữ những người này và quy vào là họ đã vi phạm luật an ninh vừa mới được ban hành. Và đây là những cái điều kiện, những cái thời gian khá là nhạy cảm và cũng khá là khó khăn cho những người Úc đang sinh sống và có mặt tại Hồng Kông. Một cái điều cũng đáng nói thêm là khi mà quyết định như vậy, mặc dù là không chỉ tên Trung Quốc như là một cái mối đe dọa của mình, thì chính phủ liên bang Úc ở Canberra có cân nhắc giữa cái việc mà cái quyền lợi kinh tế của mình và cái quyền lợi cái an ninh của mình hay không? Thì chúng ta thấy đây là một cái câu hỏi không có dễ trả lời, bởi vì từ lâu nay Trung Quốc vẫn là một cái đối tác hàng đầu của Úc. Và nếu mà cái thị trường hơn 1 tỷ dân đó bị mất đi hoặc là bị giảm xuống, thì liệu cái nền kinh tế Úc có bị khốn đốn hay không? Và Úc có một cái lối thoát nào để mà có thể gọi là tái cân bằng, đối trọng lại với cái áp lực kinh tế rất là lớn đối với cái sự phát triển và thịnh vượng của nước Úc? Đây là một cái đề tài mà nó đòi hỏi nhiều cái thời gian để chúng ta có thể thảo luận, và hy vọng rằng là chúng ta có thể trở lại với cái đề tài này trong một cái chương trình sắp tới. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ nghiên cứu và sẽ cho ra những cái lời giải đáp để có thể thỏa mãn được nhu cầu của quý khán giả, và nhà báo Lưu Dân là người sẽ cho chúng ta những cái lời giải đáp đó trong có thể là trong chương trình tuần tới hoặc là tuần tới nữa. Rất cảm ơn nhà báo Lưu Dân đã cùng tham gia chương trình.
Vâng, xin trân chào cô Kim Hoàng và xin kính chào quý vị. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình tuần tới.